Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với An Tiến Studio. Trước mặt mình đây là các dòng sản phẩm vòng tay thông minh vô cùng đa dạng về thiết kế. Những chiếc vòng tay này mang đầy đủ tính năng cần thiết, giúp các bạn theo dõi sức khỏe và hỗ trợ thể thao. Đặc biệt chúng có điểm chung là mức giá cực kỳ dễ chịu. Và làm thế nào để chọn cho mình một mẫu ưng ý phù hợp với sở thích đây? Hôm nay An Tiến sẽ giúp các bạn điểm nhanh top 5 vòng tay tốt nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng nhé. Mẫu đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đến từ thương hiệu Comi. Có thể nhiều bạn sẽ cảm thấy tên thương hiệu này có phần xa lạ, nhưng thực tế thì nó đã được thành lập từ năm 2012, là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung phát triển các dòng smartwatch, smartband. Comi cung cấp các sản phẩm có thiết kế đa dạng và độc đáo, cùng với nhiều tính năng theo dõi sức khỏe, hỗ trợ thể thao. Comi V11 có thiết kế vô cùng đơn giản với một nút bấm cùng màn hình cảm ứng IPS với kích thước 1,3 inch, độ phân giải là 240x240 pixel. Phần dây thì có thể tháo rời được, dễ dàng thay thế sang màu khác hoặc là chất liệu khác. Khi đeo thì mang lại cảm giác thoải mái cho bạn, dù bạn đang làm việc, chơi thể thao hay thậm chí là đi ngủ. Đối tượng nhắm đến của em Comi V11 này là những người quan tâm đến vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là về huyết áp và tim mạch. Được sản xuất với cảm biến có độ chính xác cao, theo dõi liên tục và ghi lại nhịp tim trong 24 giờ của bạn. Ngoài ra thì nó cũng có thể hiển thị được nồng độ oxy trong máu. Bạn chỉ cần chọn đúng chế độ và chỉ việc chờ kết quả được hiện ra trong 1 phút, thậm chí là ngắn hơn nhiều. Về thể thao, em nó hỗ trợ nhiều bộ môn phổ biến như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, cầu lông, bóng rổ và bóng đá. Comi đưa ra các thông số để bạn dễ dàng nắm bắt được tình hình như là số bước chân, quãng đường đã đi và lượng calo tiêu thụ. Một số tính năng giải trí khác thường thấy trên các thiết bị thông minh như là nghe nhạc, hỗ trợ chụp ảnh cũng có mặt trên em Comi này. Về phần kết nối thì Comi trang bị chuẩn Bluetooth 4.0 năng lượng thấp, cho phép kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Dafit. Đặc biệt là giúp bạn nhận được thông báo từ điện thoại như là tin nhắn, cuộc gọi, thông báo ứng dụng Skyfer, Facebook, Zalo. À mà có một tính năng chắc chắn là rất nhiều bạn quan tâm, nếu như chẳng may đi đường, dính mưa hay là lỡ tay rơi xuống nước thì sao? Đừng bận tâm khi Comi là hãng được đánh giá cao về khoảng chống nước, đạt chuẩn IP68, tức là có thể ngâm dưới độ sâu 1m. Mẫu tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho các bạn mang tên Doric. Doric có thiết kế mặt đồng hồ chữ nhật truyền thống kết hợp với cảm biến xoay cổ tay sáng màn hình. Doric có kích thước khá nhỏ gọn, chỉ dài 9,9mm, phù hợp với mọi kích cỡ cổ tay của người dùng. Sở hữu màn hình IPS rộng 1,3 inch, to vừa đủ để bạn xem thời gian nhưng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Ngoài ra thì lớp kính của Doric là dòng kính cao cấp 5D Covert với độ cứng là 7H, sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi sử dụng mà không sợ bị ảnh hưởng đến bộ máy và linh kiện bên trong. Dây cao su mềm cao cấp của Doric sẽ mang lại cảm giác thoải mái cho đôi tay của bạn. Dù có vận động ra mồ hôi nhiều nhưng mà vẫn đảm bảo không bị mùi hôi nặng nề như dây da. Doric sở hữu các chức năng thông minh giống như các dòng sản phẩm thông minh khác như thông báo cuộc gọi, tin nhắn và thông báo các ứng dụng Zalo, Facebook rất hữu ích. Ngoài ra thì sản phẩm cũng hỗ trợ các thao tác nâng cao hơn khi kết nối với Bluetooth với điện thoại như hỗ trợ chụp ảnh, nghe nhạc hay là báo thức. Với chức năng hỗ trợ vận động cũng là một điểm cộng lớn của sản phẩm khi kết hợp đến 8 bộ môn thể thao cơ bản bao gồm đi bộ, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, cầu lông, bóng rổ, bóng đá và bơi lội. Bên cạnh hỗ trợ vận động thể thao thì Doric còn hỗ trợ sức khỏe người dùng với các tính năng như đo nhịp tim, huyết áp, lượng oxy trong máu một cách nhanh chóng. Người dùng có thể nắm bắt được tình trạng sức khỏe của bản thân để có những điều hướng, biện pháp tốt cho sức khỏe của mình. Mẫu tiếp theo là mẫu rất nổi tiếng trong các vòng tay thông minh giá rẻ, đó chính là iWatch E6 Pro. Được thiết kế siêu mỏng với độ dày 9,3mm cùng với mặt kính hơi cong tạo cảm giác ôm tay vừa vặn và thẩm mỹ hơn cho người sử dụng. Dây đeo của E6 Pro được thiết kế cao su mềm mại, khá bám vào cổ tay nhưng lại không mang đến cảm giác khó chịu. Điểm cộng lớn của E6 Pro là hai cạnh của sản phẩm được làm từ kim loại với các đường cắt out CNC tỉ mỉ sáng bóng. Phần dây đeo được kết nối với màn hình một cách khá kín kẽ, không hề có khe hở. Nếu không quan sát kỹ, bạn có thể cảm giác như chúng được thiết kế nguyên khối đẹp mắt. Bên cạnh đó, E6 Pro sử dụng công nghệ PMOLED cho khả năng hiển thị tốt ngay cả trong bóng tối. Cảm ứng khá nhạy, phản hồi ngay lập tức với cử chỉ vuốt, chạm ngón tay. Bạn có thể dễ dàng kết nối E6 Pro với điện thoại thông qua ứng dụng iWatch Fit Pro.
Trong phạm vi kết nối Bluetooth 10m thì khi có cuộc gọi đến hoặc tin nhắn đến điện thoại của bạn thì i6 Pro sẽ rung, đồng thời hiển thị thông tin của gọi và nội dung tin nhắn. i6 Pro theo dõi mọi chuyển động hàng ngày của bạn. Với cảm biến thông minh, i6 Pro có khả năng đếm bước đi, quãng đường hay là khoảng cách di chuyển. Em nó cũng tính toán lượng calo đốt cháy khi vận động, tham gia các hoạt động chơi thể thao như đi bộ, đạp xe, bóng rổ hay là nhảy dây. Được trang bị pin lithium với dung lượng lên đến 60mAh, bạn hoàn toàn có thể sử dụng i6 Pro một cách thoải mái trong vòng từ 4 đến 5 ngày mà không cần kết nối bộ sạc, quả là một món hời phải không nào? Comi xuất hiện một lần nữa trong danh sách này với mẫu S9 Plus, được trang bị mặt kính Gorilla Glass 5 siêu bền chống xước và va đập, sở hữu màn hình màu LCD 1,3 inch hiển thị rõ nét chi tiết thông tin dù đang ở ngoài trời. Thân đồng hồ được thiết kế bằng kim loại, có độ dày chỉ 9,9mm, cùng dây đeo bằng silicon cho cảm giác thoải mái khi đeo dù bạn đang làm việc hay là chơi thể thao. Ngoài ra thì dây đeo của Comi S9 Plus cũng được thiết kế với nhiều màu sắc cho bạn lựa chọn, đỏ, xanh dương, xanh lá và đen. Nếu bạn là người yêu thể thao thì S9 Plus hoàn toàn xứng đáng trở thành người đồng hành của bạn. Em nó cung cấp các chức năng hữu ích như là đếm số bước đi, phù hợp với những người đi bộ, hiển thị lượng calo tiêu thụ, phù hợp với những người ăn kiêng, tập gym, đo nhịp tim và theo dõi giấc ngủ. So với MV11 mà mình đã giới thiệu bên trên thì S9 Plus chỉ khác về hình dáng bên ngoài, còn các tính năng thì gần như giống y xỉ, mình sẽ không nói thêm quá nhiều về em này. Mẫu cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Gunlake V06S. Em này đắt nhất trong danh sách và được nhiều người dùng yêu thích. V06S có một thiết kế trẻ trung và thoải mái, là một trong số ít những smartband có thiết kế mặt tròn trên thị trường hiện nay, phù hợp với cả nam và nữ. Nó được trang bị màn hình cảm ứng OLED 0,95 inch, cùng dây đeo được làm bằng silicone chất lượng cao, mang đến cảm giác thoải mái và rất bền. Được mệnh danh là một trong những vòng đeo tay theo dõi sức khỏe tốt nhất hiện nay, nên V06S còn được trang bị con chip quay cảm biến đo nhịp tim chính xác lên đến 90%. Ngoài khả năng đo nhịp tim một cách chính xác, thì V06S còn có khả năng đo huyết áp thủ công và tự động, ngay cả khi bạn đang ngủ. Các chức năng hỗ trợ việc theo dõi hoạt động hàng ngày cũng không thể thiếu trên em V06S này, như là đếm bước đi, tính lượng calo tiêu thụ, tự động giám sát chất lượng ngủ, giúp bạn chăm chút cho sức khỏe của mình hơn. V06S sử dụng chuẩn Bluetooth 4.0, tương thích với điện thoại iOS 8.0 trở lên và Android 4.3 trở lên, hỗ trợ hiển thị thông báo mọi cuộc gọi và tin nhắn. Với tính năng chống nước IP67, vòng tay kiêm đồng hồ thể dục thể thao V06S có khả năng chống thấm nước, có thể chịu được nước khi trời mưa hoặc là khi bạn rửa tay, nhưng mà không thể ngâm dưới nước trong thời gian dài. Tất cả những mẫu vòng tay mà mình đã giới thiệu cho các bạn đều có mức giá dưới 1 triệu đồng, vậy mà chúng sở hữu những tính năng không thua kém gì những thương hiệu nổi tiếng trên thị trường hiện nay. Nếu bạn là một người đang quan tâm đến sức khỏe hay chỉ đơn giản là muốn xem tin nhắn, cuộc gọi mà không cần tới điện thoại thì hãy tham khảo những em này nhé. Chúng hoàn toàn phù hợp với hầu bao của bạn. Mình sẽ để link của các sản phẩm này ở bên dưới phần mô tả của video. Nếu có thắc mắc gì thì bạn đừng ngần ngại bình luận, chúng mình sẽ giải đáp tất cả. Và hãy ủng hộ cho chúng mình bằng một like và một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!